Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. Ok, ok, chúng ta lại trở lại với con game huyền thoại đảo kho báu anh em nhá. Này tiếp tục series đua top này. Hôm nay sẽ phải build lại đội hình thôi anh em ạ. Hiến thêm máu build lại đội hình. Hôm qua là đội hình của tôi rách quá. Ta là tứ hoàng Kaido nhưng mà mấy con này yếu lắm anh em ạ. Qua đi tham khảo thì sẽ chơi cái team ở trong con game này có cái dòng người ta gọi là dòng trừ sĩ khí, Big Mom làm giảm sĩ khí toàn bộ kẻ địch à 15.50. Để tôi xem này sẽ build lại Big Mom, là hôm qua mình chuyển Big Mom cho Flanky để kiếm quả AD. Thôi bây giờ sẽ đi vào series chính ngày hôm nay. Đi hiến tí máu rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi nhận phần thưởng hiến máu anh em ạ. Đội tốt căng thẳng quá. Thì lực chiến ở con game này khá ảo, nhưng mà lực chiến ảo chưa chắc đã win anh em nhá. Lực chiến ảo chưa chắc đã win, là tôi sẽ đi nhận cái này. Quan trọng là chúng ta build chuẩn, build đúng. Đây là cái quả kèo này là có quả kèo bùa hình xăm nên là tôi sẽ không thể bỏ qua hàng ngày. Hình xăm con game này tăng lực chiến cực kỳ ảo. Nhưng mà nhìn chung là tôi nghĩ là nhìn cho đẹp thôi. Với cái lực chiến nó lên to quá thì nếu mà anh em build sai tướng thì cũng còn cái nịt. Nhìn chung là còn cái nịt. Phúc lợi này. Lợi chưa có gì, lễ Tết này. Nhận, hôm nay cơ. Hôm nay ngày 26 tháng 10 lại có thêm cả cái quả kèo này nữa nên là tôi mới vụt căng luôn anh em nhá. Vụt ô tô căng luôn. Tích tiểu thành đại này. Đó, anh em ạ, làm họ 2M thì chúng ta sẽ nhận được cái 2467. Thần mặt trời giúp giúp tướng mỗi giây hồi 8 sĩ khí. Ngon thế nhờ. Nó sẽ đi nhận cái này. Làm quả hồi 8 sĩ khí này nên là tôi mới đầu tư đấy anh em ạ. Quả thần mặt trời giúp mỗi giây hồi 8 sĩ khí quá ngon. Và thêm quan trọng nhất là mình đang rất cần cái bùa hình xăm kim cương này này. Thêm nữa là cái mốc tích nạp này cũng rất ngon, sát thương bạo kích này ngon này. Ở game này có cái dòng sát bạo kích và dòng sĩ khí. Hai dòng đấy là tôi nghĩ là ngon nhất đấy. Giảm sát thương vật lý 12%. Mấy cái dòng kiểu này thì nó chỉ tăng được chiến to thôi chứ nếu mà đánh thực tiễn thì chưa chắc đã căng. Zoro này. Qua một hồi test Zoro ngày hôm qua thì mình thấy là nó cũng chưa được khỏe lắm đâu anh em ạ. Tích nạp 4.500 cương là chúng ta đã được nhận. Đây là nếu mà ngày hôm nay chúng ta nạp tích lũy thì chúng ta sẽ nhận được quà 26 tháng 10 và quà tích nạp nữa. Quá ngon anh em ạ. Tích nạp 7.500 kim cương này. Tích nạp 10.000 kim cương và tích nạp 12.000 kim cương tương ứng với 2M. Đây là phần thưởng giá trị nhất ngày hôm nay của chúng ta. Được một cục 7 sao. Và anh em nhớ bấm like, đăng ký kênh. Tôi sẽ tổ chức event tặng nạp đầu cho anh em nhé. Tôi sẽ tổ chức cái event tặng nạp đầu cho anh em vào luôn cái clip này đi cho nó mát. Tặng nạp đầu cho anh em bấm like, đăng ký kênh và comment hai số ở dưới clip này. Như con game khó truyền thuyết tôi vẫn đang làm đấy. Like, đăng ký kênh và comment hai số ở dưới clip này. Tôi sẽ quay thưởng vào, xem nào, tôi sẽ quay thưởng vào thứ hai đi. Tôi sẽ chốt và quay thưởng vào thứ hai cho anh em nhé. Chốt quay thưởng vào thứ hai cho anh em like, đăng ký kênh và comment hai số ở dưới này. Tôi sẽ tặng 3 nạp đầu cho anh em, cho 3 anh em may mắn nhất cho nó mát. Tặng hẳn 3 nạp đầu cho nó mát. Xem là lễ Tết là chúng ta sẽ nhận được thêm kim cương nữa này. Vào vòng quay may mắn là chúng ta nhận được một nháy này. Roger. Ôi giời ơi, nó vẫn không ra Roger. Nó phải đợi đến phát cuối anh em ạ. Giáp thế nhờ. Thôi, hôm nay bú tạm được một trang bị thần binh đỏ nữa này. Bú tạm được một trang bị thần binh đỏ. Rồi, quay nhận hết đi. Này chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được 8 vé sẽ nhận được 8 lần. Mà 8 lần thì chắc chắn là sẽ mắc thôi. Không có cái tỷ lệ nào mà. Anh em nhớ tham gia event nhá, like đăng ký kênh và comment hai số. Tôi sẽ chốt nạp đầu và quay thưởng tặng cho anh em vào thứ hai hoặc là thứ ba nếu tôi bận. Còn game này đồ họa chibi nhưng chơi rất là cuốn anh em ạ. Rồi luôn. Một trang bị thần binh đỏ nhá. Xem nào, bây giờ chúng ta còn dự đoán
dự đoán này là dự đoán cái gì nhỉ? Tính năng mới update ngày mai này. Tỷ lệ không làm tròn này, 10-20-30 chị nào. Ở cái dự đoán này mình đã ngâm cứu xem nào, ngâm cứu luôn đi. BLG. Cái này là cái gì nhỉ? Thưởng à. Chưa có dự đoán thử đâu. À mà mình cũng có vé dự đoán đâu. Chưa có vé dự đoán anh em ạ. Nhận cái nào, nhận bia này. 7 ngày là ngày mai, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mai chúng ta sẽ nhận được Don Flamingo. Bây giờ tôi sẽ build lại. Còn Kaido yếu lắm anh em ạ. Kaido cứ tưởng bất tử khỏe lắm, không ăn thua anh em ạ. Túi đồ. Túi đồ. À không. Loren này, truyền thụ này. Kaido. Hay mình chơi Sanji nhỉ? Không, Big Mom vẫn hơn. Big Mom. Big Mom lấy trừ sĩ khí anh em ạ. Ok. Thằng này truyền thụ này. Kaido nhiều sao đấy nhưng không ăn thua. Lính này. Tôi sẽ đi úp mắc lại lính cái nâng cấp nhanh. Khi truyền thụ nó sẽ giả lại chúng ta hết đồ nên là thoải mái thôi anh em ạ. Đấy. Và thêm nữa là có cái con game này có cái thêm cái tính năng, đó là tính năng gọi là búp tướng này anh em ạ. Anh em ạ. Nhìn 6 sao đấy nhá, nhưng mà chúng ta phải ép tối đa lên 8 sao. À 3 sao. Chúng ta ép tối đa 3 sao, có nghĩa là 4 sao thì nó mới được cộng này nhá. Cộng này. Cộng này. Và thêm nữa là thuộc tính 6 sao này anh em nhìn nhá, thuộc tính 6 sao này. Ví dụ như con Yamato này của tôi nhá, thuộc tính 4 sao này. Đây như này là 4 sao thì chúng ta sẽ cộng ít hơn. Nếu mà thêm Luffy gear 5 vào đấy nó sẽ được hồi công cộng 10. Cái con game này hồi công cũng ngon. Kỹ năng. Đồ đã quên. Trang bị này. Dỡ bỏ. Dỡ bỏ. Thứ hoàng Kaido bạch thú, cái con yếu lắm anh em ạ. Mặc nhanh này. Đấy. Đấy anh em nhìn chưa? Giúp tướng mỗi giây hồi 8 sĩ khí. Tốc độ công cộng 15. Không, mặc bộ Kaido. Mặc cái bộ Kaido mà mình vừa mới. Ô, Big Mom không mặc cái bộ Kaido à? À đâu, mặc được chứ sao mặc được. Mặc được chứ mình. Tứ hoàng Kaido bách thú này. Con này không phải hệ kiếm sĩ. Người máy kim thở đóng tàu của băng ngũ rơm. Dỡ bỏ này. Và đánh kỳ đấy, và kiếm 40 đi. Và đánh kỳ của mình mới có 1 sao thôi. 1 sao thôi anh em ạ. Ngon mà. Cường hóa. Hình xăm này. Cái hình xăm cộng 5 cái đô rồi. Cầm 41. Để em tôi xem lại hình xăm cái anh em ạ. Dỡ bỏ là hình xăm Kaido cấp 41 tăng cái dòng gì ấy nhỉ? Giúp tướng mỗi giây hồi 7 sĩ khí. Cái dòng này ngon nhá. Hồi sĩ khí phải để lại. Dỡ bỏ là chơi quả kèo sĩ khí hơn anh em ạ. Đấy, hồi 7 sĩ khí này. Big Mom là lấy hình xăm này nè. Và đăng ký cấp 40. Người máy kim thở đóng tàu cũng. Từ giờ mình sẽ đi mở túi đồ xem còn quà gì chưa nhận nốt không nhờ. 15 ngày nè. Ngày 6 chưa đặt hạng. Hôm qua chưa đặt hạng à? Rát thế nhờ. Thâu tóa mắc quỷ, thâu tóa mắc rồi nè. Thâu tóa mắc quỷ, tôi đã thâu tóa mắc. Tầm bảo thì mình cũng đi mắc 500 lần Roger rồi. Để tôi thử quay 10 lần nữa xem có hốc được cái 10 lần nhìn đá. Tôi thử vụt vài lần nữa xem không còn mốc. Tôi chưa ăn được cái mốc này anh em ạ. Tôi chưa vụt được cái mốc này. Không thì mình sẽ tích để sự kiện sau nhá. Mình sẽ test thử Big Mom nữa.
team không AD thì hơi hơi cá khê đấy. Quà ưu đãi này, quà ưu đãi thì sẽ mua mắc mấy cái này. Rồi quà ưu đãi này để hôm sau, hôm nay nó bán trái gì đây? Enen, Sanji, được đấy nhở? Sanji thì thay cho con gì? Ở đây tôi có Zoro rồi, Zoro tướng mới thay đi thì hơi tiếc. Chơi quả keo giảm sĩ khí mắc thế nào? Tôi sẽ tăng mắc cái quả giảm sĩ khí ở Big Mom nhá. Đây, 25 sĩ khí luôn, giảm sĩ khí 25 điểm luôn. Bây giờ mình sẽ đi mở đồ đã. Hôm nay sẽ khui bộ trang bị xanh đỏ cho anh em này. Xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng. Dép xanh này. Mình nên chơi full công trước không nhỉ? 5, 5 thì mình lấy mỗi cái một phát. Kiếm này. Dép này. Áo này. Áo ngắn tay này. Quần này. Full bộ trang bị đỏ của xanh. Sau đó sẽ là một dương đỏ nữa, Nam Bam. Yamato của mình chưa có. Nó không hiển thị anh em ạ. À đây đây đây, hiển thị. Đây. Zoro triệu hồi sư này. DA này, Moria, Lo, Sanji, Sabo, Roger, Luffy, Yenam, Yamato, Usopp, Queen, Frankie. Để xem bộ này nào. Chúng ta giữ chặt chuột nhá. Hoặc là giữ chặt nếu mà chúng ta chơi điện thoại này. Roger, Edo, Whitebeard, Big Mom. Ai à. Được, quả này lấy trước quả này build cho Big Mom. Nhưng mà quả này có Sanji. Yamato nếu mà Big Mom chúng ta yếu thì hơi khê đấy nhá. Big Mom yếu thì chúng ta còn có nào? Roger, Edo. Roger, Edo vẫn cứu được thì tôi lấy trang bị Nam Bam đi. Ba hình xăm 6 sao cũng nhận trừ sĩ khí. Ui à, hình xăm Roger à. Mình đang định chơi full chuyện quả kéo trừ sĩ khí. Cái này tôi sẽ lấy hai con Luffy Gear 4 để tôi đập vào kia ép đồ anh em ạ. Chopper thiếu một con nữa thì mình đủ. Đấy, không phải. Hình xăm 5 sao à. Ơi à, có thấy có một cái trừ sĩ khí rồi đấy nhá. Tôi đã thấy có một cái tướng đỏ bạch kim. Đây. Mình đang phân vân không biết có nên chơi Sanji không. Nhưng mà bây giờ Sanji thay con nào được cũng hợp lý. Ôi tôi chết rồi. Vừa đấy quên đổi hết thùng xanh rồi. Sự kiện này. Nó có sự kiện đổi anh em ạ. Đây. Ui 1-1 thành 2. Quên chó là thôi. Sự kiện đổi đồ đến mùng 1 tháng 11. Thế là quên rồi. Thôi không sao. Xem là chúng ta còn gì không. Đây tôi sẽ đi mở nốt cái bột bột cái này người ta gọi là bột bột này có giúp ta đụng chúng ta là cái gì nhỉ, người ta gọi là khảm. Tí nữa tôi sẽ quên cái dòng rồi anh ạ. Cái bột này cũng là một trong những cái tài nguyên cực kỳ cần thiết này. Mấy ông kia không hiểu lấy bùa hình xăm ở đâu, cày bùa hình xăm ở đâu mà ép bùa hình xăm mắc hết lên 2 tỷ lực chiến anh em ạ. Tôi chưa hiểu lắm. Mình chắc là các ông ấy chơi dồn vào một con, mình chơi dàn trải. Mình chơi dàn trải anh em ạ. Mình chơi đều thì yếu hơn anh em giai đoạn đầu. Thấy anh em bỏ giai đoạn đầu anh em all in vào một con thì nó sẽ khỏe hơn. Từ tướng này tôi sẽ tăng sao cho Luffy Gear 4 trước. Kinh ngự công ngự gan. Tăng sao này mục đích làm gì anh em sẽ biết ngay sau đây nhá. Tăng sao Luffy Gear 4 là chúng ta sẽ áp. Ước mơ của tôi là tìm ra All Blue. Và tôi sẽ không bao giờ chi viện cho con nào nhỉ? Ta là Frankie. Đây, Big Mom.
Mặc dù Big Mom đã hạ Luffy đã hạ Big Mom, nhưng mà Big Mom vẫn chọn Luffy làm chiến diện. Ước mơ của tôi là tìm ra Old Blue. Và chị tôi diện không bao giờ làm đau bất kỳ người phụ nữ nào. Đấy. Còn con Nami lọ nữa. Ui, khả năng chơi Sanji này ngon. Con Sanji tay Zoro à. Nhưng không, con Zoro bộ kỹ năng của nó ngon lắm anh em ạ. Bất tử, có bất tử nhá. Zoro chém vùng hình. Tôi sẽ xem cái giáo án Sanji này. Tôi là tìm ra Old Blue. Và tôi sẽ không bao giờ làm đau bất kỳ người phụ nữ nào. Túi đồ này. Cái này thì chúng ta chắc chỉ lấy được Sanji thôi chứ. Đúng rồi. Hôm nọ mình lấy Kaido hơi nhiều đấy. Trong cái thùng này chúng ta cũng chỉ lấy được Sanji thôi. Kaido yếu anh em ạ. Tôi chắc chắn là Kaido yếu. Ước mơ của tôi là tìm ra Old Blue. Đâu, để em xem. Không bao giờ làm đau bất kỳ người phụ nữ nào. Sau khi tăng sao thì chúng ta sẽ được tăng sao cả chi viện nữa, hai tướng nữa. Sanji chân đen, bộ kỹ năng là 52, tốc độ công, tăng tốc độ công này. Sanji xoáy chân lướt về phía trước gây cho toàn bộ kẻ địch. Nếu sức tấn công tăng gấp đôi, nếu chỉ có ít hơn ba kẻ địch chỉ là tướng, sức tấn công tăng gấp đôi. Dạ man nha. Mình sẽ test của kéo Sanji này sau. Hôm nay sẽ ta là Frankie. Và đánh kỳ có 1 sao. Nhưng mà có mỗi con AD anh em ạ. Ây. Ta phải sống một cuộc sống không hối. Ta là Frankie. Nhưng mà Frankie thấy bảo bị nép sức mạnh rồi. Thôi. Không nguyên thuyền nữa. Ta là Frankie. 246. Người máy kim thở tàu của băng mũ rơm. Giảm sĩ khí. Ui, cái dòng này hơi cùi. 246. Ta là Frankie. Dỡ bỏ là đống tàu của băng mũ rơm. Kiếm của xanh. Dỡ bỏ. Chơi bộ xanh thì nhìn cho nó khai quật anh em ạ. Ôi, Kamusari nó mà chơi phụ nữ xanh này nhìn nó mới đẳng cấp. Ủa, xét xanh đỏ 4 trang bị lên 1,24 tỷ. Ui rồi, ui lên 2 tỷ ngay được. Dã man thật sự, bộ quá khỏe anh em ạ. Ui, bộ đồ quá khỏe. Xanh này, không biết là mình chơi ổn in cho con này là có chuẩn hình không. Đột phá, ui giời ơi. Tốn đá đột phá tính theo cân thế này tôi chịu rồi. Giữ ở đây chứ không xem được dòng nhỉ. Sau khi đột phá lên cái gì, chúng ta gần 2 trang bị xanh nữa, 2 kiếm xanh. Thôi, đồ xanh mặc tạm này vậy. Ta là Frankie, người máy kim xét xanh nữa này. Ui, vừa mình quên đổi. Mặc nhanh. Dỡ bỏ. Đây. Cái này cái đợt đầu game mình lấy nhầm anh em ạ. Ấy. Giảm sát thương nhận 21 cộng 3 này, đột phá này. Thiếu đá đột phá luôn. Mặc nhanh cho Big Mom ngá. Cái quả kèo này thì phải cường hóa Max. Nâng cấp nhanh này. Ôi, Max never. Mình sẽ chơi full đá giảm chi phí. Mặc nhanh cho ông Frankie. Để xem nào, mình đang còn thiếu cái gì đây. Lên 2 tỏi lực chiến ngay. Để xem nào, mình sẽ dỡ bỏ này ra tạm. Mình đang có mấy viên đá cùi, mình ép lên viên 6 rồi nhỉ. Để thôi, cái này tôi sẽ ép sau. Cái viên giảm sĩ khí 5 sao của tôi đấu nhỉ. 246. Này mình ép lên được một viên 7 nữa đấy. Này tôi sẽ ép lên được một viên 7 nữa. Nhưng mà tôi sẽ đớp sau. Đây. Hồi, đây viên hồi sĩ khí. Đây là viên hồi sĩ khí anh em ạ. Có viên hồi sinh nữa. Khi binh sĩ hoặc vật pet triệu hồi sinh. Cái này ok. Mình có 2 viên sĩ khí luôn này.
Nếu mà mình ép mắc cái thế này lên cường hóa này, nhưng mà tốn bùa lắm. Chơi tạm giảm sĩ khí này, chọn này, cường hóa hình xăm, lấy hẳn hình 56 cường hóa được không? Ui không được. Ui lên được cái level 4. Ác thế nhở. Nên được có level 4. Ôi tôi chết rồi. Mặc nhầm. Đây nó phải đây xem này. Cường hóa hình xăm. Nâng hình xăm lên level 5. Dã man. Nên được có level 5 bịt tôi à. Cái gì đấy, dùng hình xăm nâng hình xăm đuối thế nhở. Nên được có level 5 không được level max à. Thế mình sẽ thử nâng hai cái hình xăm 6 kia lên nào. Nâng hình xăm 6 này max lên và tôi sẽ đi đổi lên một hình xăm 7 nữa. Rồi, mắc nhá. 246. 246. 246. Khi nói bản thân này đại ổ. Cường 246. 246 ở đây. Cường hóa mắc. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đi dung hợp. 246. Rồi. Trung hợp với ông Phật Anh Kỳ là được để đây cần như tôi đã làm clip trước đấy thì cần hai hình xăm mắc cấp lên. Ui giời ơi, được hình xăm 7 nhưng hình xăm gì đấy anh em ạ, hình xăm rách à. Khi chiến đấu tăng cho 24% sát thương vật lý. Thôi cũng tạm, cũng gọi như là tạm, nên là cấp 53. Ta là Frankie, người máy kim thợ đóng tàu của băng ngũ rơm. Đây. Tôi chơi tạm này hết, mình hết ấy rồi, hết cái giảm sĩ khí thì tôi sẽ bú sau. Giám định. À đây giám định. Cái giám định này hơi bị ngon đấy nhá các bác nhá. Giám định à, mình sẽ giám định cho full 3 dòng đã. Quần giảm sĩ khí không trọng cộng 0.5 này, giám định chưa? Rồi giám định kiếm. Đây, sau khi giám định xong thì chúng ta phải giám định mắc. Giám định mắc thì chúng ta mới có rèn. Ta là Frankie. Đây rèn nè, rèn cho Yamato. Tôi chết rồi, đột phá chưa được. Rèn mắc này, đúc đồ này. Đây rèn xong rồi chúng ta sẽ đi đúc, đúc đồ. Chưa giám định hết tất cả các dòng, giám định hết, giám định thiếu bột giám định. Để tôi xem có mua gói nào mua được bột giám định không, quà ưu đãi này. Đây, quái này mua được bột giám định. Quái này quá ngon. Vừa mua được bột giám định, vừa mua được đá đột phá. Đâu, đâu còn bán bột giám định nữa không? Cứ mua trước cái này 1.000 đã. Có khả năng mình sẽ chơi Sanji đấy anh em ạ. Không ngờ, còn 8 giờ lại reset gì. Thì oảng chó. Đây, 200 điểm bia này. Quà level là 80, quà ngày. Quà ngày nhận bia nè. Bóng quay đặc biệt. Hết rồi à. Còn nó 800.
Cái này nó còn mở ra tỷ lệ ngẫu nhiên nữa. Cái bột nghiền hiếm vãi anh em ạ. Xương thú thì chưa biết để làm gì. Xương thú thì chưa biết để làm cái gì. Thiếu mất một tí nữa. Bây giờ phải sộp nạp. À quên chưa nhận này. Nhận ngọc siêu cấp này. Ồ. Để mình sẽ vào thử quần đảo. Vào shop danh tiếng xem nào. Nó có bán không biết. Shop danh tiếng nó có bán không nhỉ? Đây. Đá này thì có rồi. Shop danh tiếng không có. Shop danh vọng thì có 385 này thì chợ khê. Khê. Thiếu hơn một tí à. Cay thế nhở. Tính năng. À tầm bảo là. Tầm bảo khả năng có. Tầm bảo cũng không có luôn. Sự kiện xem nào. Phúc lợi nào. Quà. Tuyệt thế thần binh này. 9 này. Giảm giá hàng ngày. Đây rồi. Giảm giá hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ mua Mark. Thẻ kỹ năng này hơi đắt. Thùng bia này 300 này đắt. Quỹ trưởng thành lên level 80 được 4.000. Cái quỹ trưởng thành thì mình không cần. Tính năng mỏ quà ưu đãi. Có mỗi quà ưu đãi này thôi. Khả năng hết. Chấm hết tại đây. Đây này. Nó có cái ngoại trang Yamato này. Lấy đâu nhở. Chưa thấy có. Đúc đồ là anh em nhìn nhá. Không có thu hồi nhở. Rồi đến tôi xem nào. Tách. Mình thử tách cái này thôi. Rồi tách được đá ghét này. Làm sao. Làm sao. À quên. Chết rồi. Để yên cái đồ đấy. Mình còn lấy cái truyền thụ. Thu hồi này. Tái sinh này. Không được. Không thu hồi được. Không thu hồi được trang bị anh em ạ. Không thu hồi được trang bị. Đây. Ví dụ ông Zoro này của tôi đã khảm hết. Tôi sẽ đi vào tính năng đúc đồ đây này. Anh em nhìn chưa? Đấy. Tốc độ công này. Tiếp theo đúc. Sát thương bạo kích này. Vụt luôn. Đấy. Dòng đỏ này ngon cực kỳ. Dòng vàng ngon cực kỳ. HP tối đa cộng 100 này. Công vật lý này. HP lính, HP tối đa. Công vật lý. Không lấy cái dòng HP nữa. Công vật lý lính à, lấy HP tối đa. Xem đúc lại được không? À, bị công giảm sĩ khí này. Đúc lại được. Okay. Chúng ta đúc lại phát 1. Chơi full đồ giảm sĩ khí thì nó phải khét lắm nhỉ. Thủ phép là công vật lý này, thủ vật lý. Lấy cái thủ phép đã. Đây đá đúc 7 màu. Hả? Xác suất né này. Xác suất né là ngon này. Ờ trang bị dùng để đúc màu đúc này. Đá đúc này. Thương bảo kích này. Tốc độ tấn công à. Để đúc lại nào. Vẫn là tốc độ tấn công. Hồi công. Lấy cái hồi công ngon hơn. Úi dồi. Tốc độ tấn công nó lại ngon thế cơ. Hồi công này. HP tối đa này. Hồi công cộng 2.
cấp bạo kích, hồi công, tốc độ di chuyển tướng. Hồi công cộng 3 này. Đấy à, dòng có thể ngon hơn. Bị giảm công này. Ôi cộng 1 à. Ôi cộng 1.5 này. Ô, nó có thể tăng điểm này. Kháng bạo này. Ừ, tăng được này anh em à, tăng dần trong thời gian này. Xác suất né thì cái này cũng thế. Chuẩn bài rồi. Cái này cũng vậy anh em ạ. Ok. Ok, ui dồi. Cái này giảm sĩ khí khá nhiều nhá. Ui dồi. Ui, giảm sĩ khí lên đến 5 điểm này. Ui dồi. Ui dồi. Căng nhờ. Ui dồi. Cái này mình chơi full team giảm sĩ khí thì đâu, xem con đồ nào đã giảm định full không. Đây. Đúc đồ. Đúc đồ cho Yamato cái. Tấn công. Công vật lý này. Đồ này hơi cùi. Công vật lý. Đây, giảm sĩ khí. Cứ chơi. Công vật lý, thủ vật lý. Cứ chơi giảm sĩ khí thôi anh em ạ. Chỉ ép được 3 dòng thôi à. Đây. Cái của nợ giảm sĩ khí này chúng ta sẽ nâng lên max. Thôi. Đồ này nâng tạm lên 2 điểm thôi. Ta là Frankie, người máy kim thợ đóng tàu của băng mũ rơm. Mama. Để vào mark này thôi. Tạm thời thì chúng ta sẽ có cái đống như này. Tướng này, kỹ năng này. Còn nghìn thôi. À, lên được 2 tỷ 2 tỏi 09. Bây giờ chúng ta sẽ đi PK để xem tôi đã đớp được ông top 1 chưa. Để xem tôi đã thịt luộc được ông top 1 chưa. Hiện tại mình hạng 3. Đấy, bị ông một tỏi mốt ông bế đi này. Bố trận cái. Mic mom này. Rồi. Full team giảm sĩ khí đấy nhá. Xem hình như thế nào nào. Nào, cái bạn sĩ khí làm gì còn mà đánh. Đánh hộ. Hơn 1 tỷ lực chiến mà này không thì không, hơn 1 tỷ lực chiến thì chắc là thắng được. Có làm gì để bạn khỏe thế. Zoro yếu kìa. Khả năng Zoro, con Zoro này chỉ được cái mã thôi anh em ạ, yếu lắm. Con Zoro của mình khả năng cũng bị mòm trục thế. Zoro khả năng chỉ được cái mã nhưng mà sát thương vẫn là to nhất này. Mã thì mã, sát thương của anh vẫn to nhất. Rồi ông này 2 tỏi 24. Chơi Sanji. Ông này ông không chơi con Zoro này. Ờ tôi xem nào. Còn anh kia của mình đã bị hút vào kìa. Con A của các bạn không bị hút. Ui vẫn căng thế nhở. Ôi giờ tôi vẫn rất trâu với cái bộ trang bị phục. Ui các bạn khỏe thế. Con Sanji khỏe thế cơ. Sanji khỏe thế nhở. Sanji sức chống chịu cao thế nhở. Và anh kia mình đấm nhau với team này thì hơi khê. Tôi lại mặt à. Con Yamato đội bạn gom vào gom tốt nhỉ. Đây rồi, mình gom được đội bạn vào rồi. Đây. Gom đội bạn vào đám choáng rồi. Làm gì có chuyện không ăn được. Ui rồi, căng thế. Ây, ây nhiều sao khỏe ăn Frankie. Cái đậu xanh rau muống nhỉ nói chứ. Sanji trâu thế nhở. Frankie của mình hơi đuối. Yamato của mình khỏe chứ. Con ây của đội bạn sát thương sợ thế nhở. Túi đồ. Tướng đồ. Tướng đồ này khả năng sẽ lấy ây. Đấy, A build thêm. Chứ Frankie nuôi khuê lắm. Không thấy luôn anh em ạ. Không thấy đồ chơi luôn. Ok, clip này tạm thời review cho anh em đến đây đã.
tôi sẽ đi build, tiếp tục build team meta và đô top vào ngày cuối cùng anh em nhá. Bye bye và chào tạm biệt anh em, nhớ tham gia event của mình cần nhá. Bye bye và chào tạm biệt anh em.